thầy sẽ tạo project trên màn hình desktop. Như vậy thầy tạo ra một cái thư mục tên là CCQ212211H. Và đây là React. Và sau khi xong thì thầy mở cái này lên, thầy thử gò thêm ở đây. Được chưa? Và thầy rõ NPX create React app và dấu chấm để tạo project. Cái lỗi này các bạn vào trong kia đường dẫn này. Đây đường dẫn này. Đường dẫn là Odyssey User. Đúng không? Và đây là gì nè? Xin lỗi. Và khi các bạn mở cái này, các bạn thấy cái đường dẫn đó thì các bạn có thể mở cái chức năng ở chỗ này ra, bỏ cái chế độ ẩn file đi, hoặc là các bạn vào đây này. Rồi, để cái chế độ sau này thì các bạn sẽ thấy cái mục là gì? Đâu đây nhỉ? Đây, mới thấy cái này. Tại vì thứ mục này là thứ mục ẩn, nhưng mà các bạn không nhìn thấy đâu. Được chưa? Rồi các bạn vào tiếp thứ mục gì? Thứ mục này. Và các bạn tạo cho nó một cái thứ mục là gì? NPM. Đây các bạn tạo ra thứ mục là gì? NPM ha. Được chưa? Rồi giờ ta lấy lại code, các bạn đố mũi tên chọn lên Enter. Ấn Z ha. Y. Rồi ok. Các bạn chờ một chút xíu thì nó sẽ. Rồi, sau khi cài xong thì ta sẽ chạy project. Được chưa? NPM start. Thầy mở code lên này nhá. Thầy mở code lên trước rồi thầy chạy sau. Rồi đây. Và thầy sẽ thực hiện nhé. NPM start. Chờ trong quá trình nó chạy thì ta sẽ mở cái này ra, xóa đi những cái thứ không cần thiết đi nha. Đây. Các bạn để lại cho thầy hai cái tập tin này thôi. Đây. Tập tin này giờ nó sẽ bị lỗi thì thầy xóa đi những cái thứ mà không liên quan này. Rồi, trong tập tin này thì thầy xóa hết, chỉ trừ một cái thẻ này thôi. Rồi, cái này xóa luôn. Được chưa? Như vậy thầy đã xóa xong. Nó không chịu chạy luôn hả? Rồi ok, nó khởi động hơi lâu. Như vậy giờ ta cần cài thư viện như những cái thư viện mà ta cần cài đó là React gì? Bút chám này. Đây. Được chưa? Thì ta sẽ chạy cái lệnh này. Thầy sẽ chạy kết hợp luôn nha. Đây, mở cái này ra. Các bạn vào trong mục terminal, mở new terminal. Chạy hơi lâu nhỉ. Cái thằng này load cho xong mà.
Đây. Và thứ hai ta sẽ cài cái gì nhỉ? React icon đúng không? Đây. Icon. Và ta cài theo một thằng là gì? Cài theo một thằng nữa. Đây ta sẽ cài cái thằng React Router Dumb. Router. Đây router đây thì các bạn nhìn là React Router Dumb. Đấy, và đây là những cái thứ thay cài. Và sau này những cái thứ gì cần thì ta cài thêm. Ok ha. Chạy. Đây thằng này nó chạy lên rồi. Không ra cái gì hết đúng không? Rồi. Chờ nó cài đặt thì giờ thầy sẽ nói những cái thứ hôm trước ta làm. Thì ở chỗ này các bạn tìm đến cái chỗ này đúng như nè. Thì ta add những cái nùi này vào. Thầy sẽ copy cái này cho nó nhanh rồi thầy xóa bớt đi. Để đây. Inbox cái này vào ha. Ồ, nó đang cài nó không cho luôn. Chắc chờ nó cài xong thì ta sẽ chạy. Vào buổi học trước trong cái này thầy tạo ra một cái thư mục tên là gì nhỉ? Lấy gì? Layout này. Và trong thư mục này thầy tạo ra một cái thư mục asset. Để chứa cái hình ảnh này. Và tạo ra một cái thư mục gì? Bay này. Trong thư mục layout thầy tạo ra hai thư mục đó là back gì? Back end này. Và thầy tạo ra một cái thư mục tên là gì? Front end này. Và ở trong bay thầy tương tự như vậy thầy tạo ra một cái thư mục tên là gì? Front end này. Và ở đây thầy tạo ra một cái thư mục tên là gì? Back end. Được chưa? Rồi như vậy là xong rồi thì giờ ta import này. Rồi import luôn thằng này này. Rồi import luôn thằng này này. Và đây thầy sẽ tạo ra một cái layout size tên là layout gì? Layout back end layout ha. Xin lỗi from gì? End layout. Và trong end layout này thì buổi học trước thầy tạo là thầy tạo trong cái gì? Trong thằng này đúng không? Và thầy tạo ra một tập tin có tên là gì? Đấy, và SFC hả? Được chưa? Và thầy đặt layout đây. Đúng không? Và trong layout này buổi học trước thầy có gọi cái thằng header đúng chưa nhỉ? Đấy, thầy có gọi ra một cái thằng gì? Header.js. Và thầy tạo ra một cái thằng gì? React Add FC Header. Xin lỗi, đây là footer mà. Rồi thầy copy cái này luôn á. Thầy bỏ đến header. Còn thằng bên này thầy sẽ sửa nó lại gì? Footer. Như vậy ở trong cái thằng này nè, ta có một cái thẻ rộng này. Ở trên thì ta gọi cái gì? Header. Đấy. Và ở dưới ta gọi gì? Footer. Còn ở giữa thì gọi cái gì các bạn nhỉ? Áo gì? Outlet. Đấy. Như vậy là layout của chúng ta như vậy ha. Rồi như vậy ở đây ta sẽ thực hiện gọi thằng này vào. Thì buổi trước ta gọi thế này. Rồi ở chỗ này ta có mấy cái trang đúng không? Đúng chưa? Rồi giờ thầy mới đặt ra tình huống này. Được không? Giả từ trang này dùng của chúng ta không phải có 4 trang mà có 100 trang.
giờ ở chầu này ta có 100 bình cổ đúng không? Rồi 100 bình cổ đồng nghĩa với việc ở bên ta cũng ít còn. Nhưng khi có một nhân vào trong đây, như vậy cái file này code của chúng ta rất là nhiều. Nhắc lại, code của chúng ta rất là nhiều, được chưa? Rồi cái trang, đây là trang người dùng. Thì thầy hôm trước thầy nói là trang người dùng thì đường giới này ta sẽ có trang gì? Trang quản trị ở đây nè, đúng không? Trang quản trị nó có thêm cái chữ gì? Admin này nè. Mà trang quản trị nó tâm tâm khoảng 80 cái đường link đó. Như vậy đường link của chúng ta rất là nhiều. Như vậy có một cái cách, thầy hôm nay sẽ tổ chức ra một cái cách khác để các bạn kiểm soát cái này dễ dàng hơn. Nhắc lại là các code thẳng vào đây không có vấn đề gì hết nhé. Nhưng cách code như vậy thì nó không tối ưu. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ tạo ra thêm một thư mục nữa tên là router. Được chưa? Router thì thầy sẽ phân ra thành router trang người dùng và router của trang gì? Quận trì. Như vậy đây thầy đặt là from gì? From end router chấm .vn. Và đây thầy sẽ khai báo thêm cái thằng gì? Backend router chấm .vn. Được chưa? Rồi. Như vậy ở phía bên này ta sẽ khai báo router và cái này nè. Hai cái tập tin này thầy sẽ khai báo mạng thôi. Là thầy khai báo mạng. Mạng ở đây thầy đặt tên là connect. Tên mạng là đặt tên trùng tên với tên file luôn. Mạng này chú ý mạng là đối dấu ngoặc gì? Ngoặc vuông. Được chưa? Rồi, mạng đây có cái gì? Mạng đây có cái gì thì các bạn nhìn ở đây. Ta cần có gì? Đường dẫn. Và thứ hai, đường dẫn đó nó sẽ chạy đến cái component gì? Như vậy ở trong cái thằng này ta cần có một cái, một phần tử gồm có hai thành phần. Mà một phần tử gồm có hai thành phần, ở đây ta sử dụng mạng gì? Mạng object, đúng không? À, như vậy đây ta sẽ khai báo là path đường dẫn 2. Set. Như vậy đường dẫn này là nó sẽ chạy đến trang gì? Đường dẫn này nó sẽ chạy đến trang chủ. Và trang chủ thì buổi học trước ta đã tạo trong này là một cái gì? Một cái thư mục tên là gì? Home. Và trong cái home này thầy có một cái tập tin tên là gì? Và cái này là gì? Home. Được chưa? Như vậy thầy sẽ sử dụng cái home này làm cái trang của thầy. Như vậy ở đây thầy sẽ gọi cái thằng này là component. Và tên là hộp. Nó là làm đẹp code, kệ nó đi, để như thế này. Và buổi học trước ngoài cái thằng hôm này ra ta còn có cái gì nữa nhỉ? Sản gì? Sản phẩm. Thì ở đây thầy sẽ chạy đến cái trang gì? Sản phẩm. Như vậy đấy thầy tạo ra một cái tập tin tên là gì? Cái chuyện mà gom cái thằng sản phẩm hay không nó cho bàn nhé, đúng không? Hôm trước thầy thầy cho bàn cái chuyện là sản phẩm có chia ra thành thư mục hay không, đúng không? Và hôm trước con cái gì này các bạn nhỉ? Con gì? Chấm create. Ok, chú ý khi các bạn tạo cái file này các bạn phải viết code cho nó nha. Đấy, như vậy ở bên này ta sẽ gọi đến cái thằng này là gì? Sản gì? Pro gì? Product. Rồi, cái này phải thêm dấu phẩy. Cái này thêm dấu phẩy, copy cái này ra cho nhanh.
Và buổi học đó ta thêm cái gì nữa nhỉ? Liên gì? Liên hệ. Và đây ta sẽ đổi là con gì? Con sắc ở đây. Và cây này muốn sai được thì ta bị export nó ra. Default. Được chưa? Và như vậy cây này bản chất của cái thằng này, các bạn hiểu, bản chất của thằng này chỉ là một cái mạng, đúng không? Như vậy sang bên này ta sử dụng cái mạng đó thì ta chỉ cần chạy vùng lập thôi các bạn. Được chưa? Chạy vùng lập. Như vậy ở đây ta chỉ sử dụng cái tên mạng này. Tên mạng đây. Chấm map. À, như vậy cây này ta phải import nó vào thì các bạn ấn import nó vào. Nó import ở đây. Được chưa? Và ta sai. Error function. Return. Và đây ta return một cái cấu trúc như thế này. Như vậy cái thằng này xóa đi. Được chưa? Như vậy giờ ta chỉ cần lâm đồng cái thằng này là được. Lâm đồng cái thằng gì? Lâm đồng hai cái giá trị này. Là sao? Mà hai cái thằng này được lấy từ đâu? Được lấy từ cái mạng này này. Được chưa? Như vậy ở đây ta sẽ khai báo một cái round. Cái biến round. Phải index. Rồi index thì để in một cái thuộc tính key vào đây. Còn cái trò dấu hỏi này này thì thầy sẽ in đường dần. In đường dần thì thông qua cái biến rao này thầy sẽ lấy ra cái thuộc tính đường dần là bát. Còn cái trò này thì ta sẽ thực hiện thông qua thuộc tính thì ta sẽ lấy ra con đường dần. Nhưng người ta bảo ở chỗ này không được đưa thẳng mà các bạn phải tạo ra cho nó một cái biến ở phía trên. Và biến phía trên này thầy đặt là con ST. Rồi. Và biến này khi các bạn đặt tên thì chú ý biến này phải viết hoa. Và biến này thầy đặt tên là biến gì? Bay. Bay thì từ rao này, từ rao này thầy sẽ lấy cái thằng gì? Có một lần. Như vậy là thầy sẽ lấy cái thuộc tính của thằng này này. Được chưa? Rồi như vậy là xong rồi thì thầy sẽ thực hiện đôi này vào đây. Như vậy sau này mà trang quản trị thì các bạn cũng chỉ cần là tuân từ copy cái này, đổi cho thầy cái chỗ này là A gì? Admin. Ở chỗ này là layout gì? Admin. Được chưa? Và ta lấy từ cái mạng gì? Mạng bên này. Nhưng bên này ta chưa làm thì giờ thầy sẽ làm đái một cái nhá. Như vậy thầy sẽ copy thằng này sang. Thầy để bên này. Và thầy đổi cái chỗ này là thành gì? Backend. Backend. Và đường dần của chúng ta thì luôn luôn phải có chữ gì? Phải có chữ admin. Rồi admin ở đây ta sẽ làm chức năng sản phẩm thì admin product. Admin product nghĩa là ta quản lý sản gì? Sản phẩm. Nếu ta muốn thêm sản phẩm thì ta phải làm gì? Rồi muốn cập nhật sản phẩm. Ghi thế này đúng chưa? Chưa đúng. Ghi thế này mới đúng. Nhưng cây này đang cập nhật màu tinh 12. Nhưng bây giờ đây muốn là 12 là những con số gì? Đồng. Thì ở đây ta thực dụng sử dụng dấu như sau. 2 chấm ID. ID này tương ứng với giá trị gì? Đồng của nó. Ok. Xóa con đấy dùng không nhỉ? Trong cái chức năng quản lý thì có view là admin product
Adamin Robert Sen. Thế thì ba cái thằng này là công viên. Còn chức năng xóa thì không cần đi. Như vậy ở đây đang bị khai báo thì thằng nào có ý công viên đúng không? Có hiển thị đây. Như vậy những cái thằng nào không có common năng các bạn đừng có làm. Như vậy ở chỗ này nè, ta sẽ tạo ra cho nó một cái thư mục tên là gì? Product. Được chưa? Trong product này ta sẽ có product gì? Product delete là danh sách. Như vậy đây ta sẽ tạo ra một cái thằng tên là product gì? Đấy, danh sách. Được chưa? Thằng này ta import là được rồi. Như thế nào? Rồi, tương tự như vậy, ở đây ta sẽ có product gì? Và ta có product gì? Edit. Ok. Rồi, như vậy ở chỗ này ta sẽ có ba cái tập tin như thế này. À. Rồi thầy copy thầy tạo cái này cho nhanh nha. Đây thằng list này thầy copy này này. Sang dán. Thằng này sang dán. Đổi cái chữ này thành Carit. Đổi cái chữ này thành Edit. Rồi như vậy xong. Như vậy ở đây ta sẽ xóa đi cái thằng này này. Xóa đi cái thằng này đi. Và ta import hai thằng này vào. Import hai thằng này vào. Và tất nhiên có người hỏi là thầy khi mà nó chạy đường link này thì ta sẽ chạy vào trang nào? Đường link này nè. Thì ta sẽ chạy vào cái thằng dart gì? Dart bo gọi là bảng điều. Bảng điều khiển. Như vậy thằng home này ta cũng xóa đi. Thầy sẽ tạo ra một cái thằng bảng điều khiển ở đây. Đây. Đấy. Các bạn có thể thực hiện tạo ra cái thằng này một cái thư mục tên là bảng điều khiển. Và cái tập tin bảng điều khiển này các bạn có thể đổi lại thành gì? Index. Và đây ta thực hiện tạo bảng điều khiển. Ok. Như vậy ở chỗ này ta import cái bảng điều khiển. Và rồi. Như vậy ta đã tạo ra hai cái bảng. Một cái bảng trên đất đang dùng. Một cái bảng trên đất đang ý. Như vậy giờ ta muốn xài cái bảng này sang bên này này. Bên này thì ta chỗ này ta chỉ cần là đổi lại cái mạng này thôi. Và mạng này các bạn import nó vào ở trên. Và ta xài. Và chú ý cái mạng này xuất phát điểm là có chữ gì? Set admin. Rồi như vậy giờ ta chạy thử ứng dụng cái này. Header, home và footer. Và đây ta sẽ gọi gì? Admin. Header, dashboard, footer. À, như vậy thằng này nó gọi là gọi đến layout gì đây các bạn nhỉ? Layout này là layout size trang của người dùng thì ở đây ta phải đổi layout trang gì? Mà layout này các bạn tạo chưa? Layout này tạo chưa? Layout này chưa tạo đấy. Đúng không? Như vậy ở đây ta sẽ tạo ra một cái layout tên là gì? Đúng không? Và đây ta sẽ có cái ở đứng trên là gì? Đứng trên là header.
Ở giữa là gì các bạn nhỉ? Outlet. Và ở cuối là gì? Footer. Rồi ok. Thầy gõ tàu lao gì vào đây để ta phân biệt. Rồi như vậy sang thằng này ta chỉ cần import thằng này vào nữa là xong. Đấy. Như vậy bài của chúng ta giờ ta đã xử lý được hai tình huống. Ô, nó lỗi gì ta? Back end. Rồi, ok. Rồi, cái này 1122 đó là trang gì? Trị. Và cái này là trang gì? Trang người chủ. Ok chưa? Đấy, như vậy đó là cái tổ chức. Và thầy sẽ có ưu kỳ cách kết cấu một xíu. Đầu tiên, thầy sẽ nói một vấn đề. Ví dụ trong cái trường hợp này, đây này, thầy chỉ nói ví dụ thôi nhá. Cái thằng này ta gọi đi, gọi mấy lần? Gọi mấy lần? Một lần trang quản trị, một lần trang người dùng. Như vậy do thầy sẽ tư duy là gom hai thằng này làm một. Gom làm một, nhưng đâu phải là hai tập tin. Chúng phải là một tập tin. Như vậy ở đây này, thầy sẽ tạo ra một cái file là index.js. Như vậy ta muốn dùng layout thì các bạn chỉ cần là gì? Đây, ta chỉ cần gọi đến cái layout này là được thôi. Router là được. Đây, như vậy là router ta gom cái này. Và cái này ta gom như thế nào? Cái này ta gom như thế nào? Ở đây thầy sẽ tạo ra một cho nó một cái cái mạng. Thầy đặt tên là app router bằng, xin lỗi, một cái đối tượng. Cái đối tượng đó có tên và thuộc tính. Đối tượng ở giá trị và bên này có tên, giá trị. Đây, tên và giá trị. Tên và giá trị. Nhưng tên của thằng này thầy lấy trùng tên với tên thằng này luôn. Giá trị của thằng này thầy lấy từ cái này luôn. Nhưng mà cái này để mà sai được, thầy sẽ import nó vào ở phía trên. Tương tự như vậy, cái thằng này thầy cũng sử dụng nó luôn. Đây. Và bên này thầy cũng import nó luôn. Chú ý đi hai chấm, import thằng này vào. Rồi và thằng này muốn xài được thì thầy phải ấy chí. Default. Và default thầy sẽ export default thằng này. Như vậy phía bên này khi ta xài thì ta sẽ thông qua cái đối tượng thì ta mới gọi đến thằng này. Rồi sau đó ta sẽ thông qua đối tượng thì ta mới gọi thằng này. Như vậy thằng này nè, bản chất của nó là một cái thuộc tính của thằng gì? App router. Mà thuộc tính này nó lại trả về cho chúng ta một cái gì? Cái mà đấy, nó ta chạy vòng lọc. Như vậy bên này khi các bạn sai thì giờ ta không dùng cái này nữa. Cái gọi là gọi cái này mấy lần các bạn nhỉ? Hai lần. Nhưng lại cái này ta đang sử dụng là hai ý. Hai lần thì thầy xóa đi, thầy sẽ chỉ import cái này một lần thôi. Và đơn giản import của chúng ta cũng ngắn hơn rất nhiều, đúng không? Ta chỉ cần đo cái thứ một. Và khi chạy cái mục thì nó sẽ chạy tập cái in.
Ok. Nhưng mà giờ thầy lại bàn tiếp một cái vấn đề nữa. Vấn đề này là tại cái thằng router bắt chết này, một cái chức năng quản lý ở đây nó gọi mấy lần, cái thằng này nó gọi mấy lần? 3 lần. Nhưng mà giả sử tao ốm vậy là 3 file mà tao có 5 file lần thì nó sẽ gọi 5 lần. Mà trong cái trang một tỷ của chúng ta có 11 chức năng quản lý, như vậy nó import để ý 55 lần, đúng không? Như vậy có cách nào mà ta một cái chức năng quản lý như vậy nó chỉ import một lần không? Cái này là import 5 lần nó có nhiều, như vậy cấu mà nhiều quá chúng ta quản lý chi? Không. Như vậy có cách nào mà import như vậy? Ở đây ta cũng tư duy gom cái thằng này này, gom cái thằng này. Đây, cái thằng nào rồi nhỉ? Thằng này xin lỗi, đây. Đây. Thì tương tự như vậy ta cũng tạo ra một tập tin có tên là gì? React. Như vậy ta sẽ gom 3 thằng này vào là 1. Và thầy sẽ định ra export. Nhưng chú ý, cái thằng này này, sorry, cái thằng này là thầy export default. Export default thường là ta sẽ export một cái đối tượng, đúng không? Giờ thầy không export default, nhưng phải có hai loại export: export default và export không default. Như vậy trường hợp này, trên này thầy không export default mà thầy chỉ export ra một biến, hai biến, ba biến, bốn biến, năm biến gì đó, không default á. Như vậy cái biến này lại là cái thằng này, biến thứ hai là thằng này, biến thứ ba là thằng này. Như vậy ở đây ta sẽ thực hiện biến thứ nhất là thằng này, biến thứ hai là thằng này, biến thứ ba là thằng gì? Edit. Đấy, như vậy ta chỉ cần import cái thằng này vào nữa. Ồ, đúng cho. Import product from từ chấm set edit 3 lần. Đầu tên lại, thằng này là đầu tên. Từ thằng này. Này thứ hai. Ok. Rồi. Như vậy thôi. Như vậy ta import nó vào cái file này và ta export nó ra, như ta import thì không. Nhưng lại ta import thì không, ta import từng gì? Từng biến đổi. Như vậy ở trong cái file này này. Trong cái file này. Giờ ta không dùng 3 lần thế này nữa, mà ta sử dụng thế này. Thằng thứ nhất, thằng thứ hai, và thằng thứ ba. Đấy, từ đâu các bạn nhỉ? Từ đâu? Có cần ghi thằng này không? Đấy, cái thằng này là được rồi. Như vậy ta chỉ cần chọn đến thứ mục rô đó thì nó sẽ tìm ra tập tin in index. Và ta có tin index đã export ra. Như vậy cách viết này ta có 10 bảng thì ta chỉ có 10 gì? 10 dòng. Tất nhiên có nó ngắn hơn. Còn bản chất của nó các bạn cũng export ra từ cái mục. Như vậy đây gọi là cách viết để cho gì? Giảm nó đi thôi. À, ở trong những cái ngôn ngữ khác, các bạn thấy cái chữ admin này nó xuất hiện mấy lần? Ví dụ trong trường hợp này nó xuất hiện 4 lần, đúng không? Sau thì có người hỏi là thầy ơi, em muốn đổi cái chữ admin hay cái chữ quản lý, các bạn đi sửa mấy lần? Đúng vậy. Nhưng mà có cách nào mà ta rút nó
thành một nhóm, ta muốn đầu cái nhóm đó thành gì thì ta chỉ cần đầu nhóm thôi, đúng không? Như vậy nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và cái này sau này sao thành phần khác như Laravel thì ta sẽ tìm hiểu cái này. Còn hiện tại cái ngôn ngữ này ta dùng như thế này thôi. Ok, như vậy các bạn tổ chức cái website lại như vậy cho thầy. Ok ha. Cho nó là chú ý lại này. Chú ý lại này. Một, chú ý lại nha. Rồi một, cái tập tin này xóa để như thế này, được chưa? Tập tin thứ hai, app thì giờ ta không viết thẳng code vào đây mà ta phải thực hiện gì? Ta không biết thằng tốt vào ở trong cái này nữa mà ta phải tạo ra thành cái mà riêng mà ta sẽ chạy một lần đi ra. Vì sau này cái thằng này ta sẽ thực hiện gì? Không thay đổi gì thêm. Đấy, như vậy thôi. Còn cái thằng này, cái thằng này mà nó rộng lên, ví dụ website của chúng ta nhiều chức năng thêm, ta muốn khai báo thì ta sẽ sang bên hai thằng này ta khai báo, được chưa? Thế lại khai báo thằng này và khai báo thằng này, được chưa? Có bao nhiêu chức năng thì các bạn liệt kê vào đây. Và sau này ở cái chỗ này, cái đồn code này, các bạn làm rất nhiều chức năng, quản lý sản phẩm, quản lý bài viết, quản lý menu, quản lý category, quản lý product, quản lý user, đúng không? Quản lý liên hệ, rất nhiều chức năng quản lý ở đây. À, và trong khuôn khổ chương trình này các bạn chỉ cần làm một cái chức năng thôi, và các bạn từng điều và phát triển thêm nhiều chức năng nữa thì các bạn mới hoàn thành cái bài học, được chưa? Còn thầy sẽ hướng dẫn các bạn một cái chức năng cơ bản là thêm xóa sửa một cái chức năng. Còn các bạn từ gì chức năng còn lại. Rồi còn ở đây là trang người dùng thì hiện tại thầy chỉ nói đến là sản phẩm. Tất cái này gọi là tất cả sản phẩm. Nhưng nói về web thì nó phải là tất cả sản phẩm là sao? Sản phẩm theo gì? Theo loại, sản phẩm theo thương gì? Thương hiệu, chi tiết sản gì? Sản phẩm với bài viết là có tất cả bài viết. Bài viết theo chủ đề, bài viết chi tiết bài viết, đúng không? Bài đăng ý, giỏ hàng, đăng ý, thành viên, đúng không? Đăng liên hệ, đăng giới thiệu, đúng không? Rất nhiều ca, như vậy chúng ta phải viết ở đây rất nhiều gì? Nhiều code. Mỗi code như vậy nó sẽ trò đến một cái thằng gì? Còn một lần riêng. Và sau đây có những người người ta viết, các bạn thấy cái đường dẫn này rất sẹt 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 rất nhiều cấp. Thì người ta cũng là tư duy một cái vấn đề, đó là nếu như lờ may ta copy một cái con vấn đăng từ một vị trí A sang một vị trí B thì ta phải đi đầu lại, đúng không? Thì có cách nào mà copy mà không cần đầu nhé, hoặc là đầu hay nhất, có nhiều tư duy để giải quyết project. Đấy. Còn những cái trang này thì hiện tại thì chưa làm gì hết. Còn cái trang layout front-end, layout front-end thì buổi học trước thầy đã có nói rồi, làm rồi. Và thầy yêu cầu về các bạn hoàn thiện luôn cả trang ý. Trang chủ là thầy luôn nha. Trang chủ không biết là làm xong trang chủ chưa. Đấy. Rồi như vậy các bạn dựa vào bài trước, các bạn sửa lại cho nó đúng cái cấu trúc gì? Cấu trúc này. Để sau này ta mở rộng website lên cho nó ok. Cùng nhắc các bạn luôn là sau khi các bạn làm xong như này, sau này các bạn muốn mở rộng thì có nhiều cách, có nhiều cái tổ chức khác nhau mà nó có thể hay hơn. Tức là trong cái cách này là cách tổ chức hay nhất, đúng không? Nhưng mà là không phải là cách, rất nhiều cách tổ chức. Đấy. Thì sau này các bạn có thể là tìm một cái cách tổ chức hay hơn để mà phát triển cái ứng dụng, để mà nhắc lại, để mà tránh trường hợp lặp đi lặp lại cốt là một, dề quản lý là hai. Ok ha. Chia được các thành phần nhỏ để quản lý. Đó là những cái thứ gì liên quan đến chúng ta. Rồi ok, dừng lại đây thôi.